Hello anh em, hôm nay thì đang bàn giao cho em trai cái kỳ nhận gió Isuzu 5 tấn anh em nhá. Con này là Isuzu 5 tấn, nó có hai đời, 1m95 và 1m87. Anh em mua thì anh em đo cho mình cái chân kính này từ bên nọ sang bên kia xem là 1m85 hay 1m97 anh em nhá. Kính như bảo hành cho anh em mà không ngố, không lóa, không nhè. Em trai là một trong những cái viên quá là thân quen rồi. Không, sao ai cái kỳ nhận gió thì phải gì chứ? Gấp ghế này vào thôi em. Gấp ghế đôi này vào để chéo kính ra mới vừa được. Cái này cho ra sau. Đây là cái cửa anh em này. Cái cửa hàng Isuzu chuẩn các bạn nhá. Đây toàn bộ bàn giao cái cánh cửa cái nhắn gió luôn. Đó anh em thấy không, hàng chuẩn chỉ này. Đấy, quái đàng hoàng luôn, có kẹp sắn luôn. Cái này kiểu gì anh kia ấy à? Đấy, chuẩn chỉ luôn. Đây đây, kéo cái này nữa. Đây, kéo đi em. Đây. Em nhấc này lên như thế là xong. Chuẩn đấy. Kéo này lên à? Ừ, em kéo em còn xuống. Xem nó còn chút nào ở bên cạnh được không? Xem nó còn chút bên cạnh được không? Chụp anh bị dầu kính á. Bị dầu kính. Để xem mà có cái móc ở dưới này không. Phải kéo cái móc này sao cơ ạ? Tôi cầm cái móc móc đấy. Đúng không? Thường thường anh thấy kéo cái đấy là nó gặp luôn được mà nhỉ? Hay đây. Đây là tay cao. Đây đúng rồi, con này là bật ghế. Được không? Hay kẹt nhau. Không, làm sao mà vừa được kính gió được phải hạ xuống bể chéo này mới được chứ. Bể chéo sang bên này. Bể chéo sang bên này được mà. Thế, nhưng mà sao? Bê thử nhá, bê thử nhá. Chéo bên nào cũng được. Bốn chín, 50 của em nhé. Xong rồi bạn ơi, đợi mấy phút thôi cho em đi bạn, mọi người đây xong luôn. Xe hay đúng ngoài đường à? Em cứ bất ngoài đường. Đấy nhá. 49 đang đùa phải. Tính ra thì anh bắn bắn lốt cái kia luôn, bắn lốt cái xi nhan luôn, ok. Rồi bắn nhanh đi. Xe để ý nhá, để ý kính nhá. Thank you em. Để kính nhá. Anh em trai nhiều. Đấy, một trong những cái này được quen các bạn nhá. Thích quen luôn. Đấy, giờ em đi cầm về nhà em đi làm. Thì mấy cái này thì bạn ấy làm ta đã quen ở nhà rồi. Thế nên cho là anh em cứ yên tâm là đồ nào thì mình báo đồ đấy nhá. Cảm ơn em trai rất nhiều luôn. Đã. Vâng. Ok anh em ủng hộ mình nhá. Theo số điện thoại là 0978823083 và 0978230038. Cảm ơn anh em rất nhiều luôn. Cảm ơn em trai nhá. Ủng hộ nhá.